gái chịu chơi phủ kín căn nhà bằng gấu bông khiến những đứa trẻ hàng xóm tới công chuyện. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khung cảnh căn nhà mình để chuẩn bị đón Noel, liền hút về 2 triệu view trên nền tảng TikTok. Theo đó, thay vì đề co cây thông thông thường hoặc ông già Noel, thì cô gái lại trang trí mặt trước của ngôi nhà bằng toàn gấu bông. Chia sẻ trong video, gia chủ cho biết đã dành 2 ngày mới hoàn thiện khoảng 80% công đoạn treo gấu bông lên phía mặt tiền của ngôi nhà, còn 20% là do chưa đủ gấu bông để cô hoàn thành nốt chỗ còn lại. Căn biệt thự 4 tầng với tông màu trắng kết hợp với đó là cả 100 con gấu bông màu nâu được cô gái trèo lơ lửng từ trên xuống dưới, từ phía trong ra tận bên ngoài hàng rào, làm nổi bật cả một khu phố mà bất cứ ai đi ngang qua đều phải quay đầu lại nhìn. Ý tưởng chịu chơi của gia chủ giàu có sau khi đăng tải đã làm dân tình không khỏi thích mê. Tuy nhiên, thứ mà cộng đồng mạng quan tâm hơn hết là liệu chỗ gấu bông ấy sẽ còn bao nhiêu con khi đến ngày Noel. Bởi lẽ tụi con nít trong xóm khi nhìn thấy thì không khác gì thần tài đến. Mỗi đứa ít thì một con, nhiều thì hai tay ôm hai con. Chẳng mấy chốc mà những chú gấu bông ở bên dưới và ngoài hàng rào không cánh mà bay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.